Thì chúng ta tiếp tục nhìn lại của chính đời sống chúng ta của 10 tháng đã qua, thì ơn Chúa đã dẫn dắt chúng ta như Ngài đã hứa, Đức Sơ Ba sẽ cứ dắt đưa ngươi. Và 10 tháng qua, dầu rõ rất nhiều thách thức, nhưng cảm ơn Chúa, ơn Ngài đã đem chúng ta đến giây phút này. Và tin rằng Chúa vẫn sẽ tiếp tục để làm ơn trên đời sống của chúng ta. Để như lời Chúa mà chúng ta mới vừa đọc, đời sống chúng ta như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái đúng mùa đúng tiết. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 12 đến 14. Giăng nhất đoạn 2 câu 12 đến 14. Chúng ta sẽ học với nhau cái đề tài hành trình thuộc linh. Giăng nhất đoạn 2 câu 12 đến câu 14. Xin chúng ta cùng khởi sự. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì các con biết Đức Chúa Cha. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông biết đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ lời Chúa Trời ở trong các bạn và các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Đó là khúc kinh thánh mà lời Chúa muốn chúng ta trải nghiệm trên hành trình theo Chúa. Tùy vào đời sống chúng ta theo Chúa lâu hay mau. Ở đây có ba cái hạng tuổi thuộc linh mà Phaolô xin lỗi sứ đồ Giăng đưa ra ở đây đó là thứ hết là các con bé nhỏ trong câu một mô tả những người mới tin Chúa Giêsu. Kế đến Đến câu 13 thì ông nói đến các phụ lão hay là cái từ này cũng có nghĩa là những người đã trưởng thành, những người đã có con thuộc linh, những người đã bước đi với Chúa lâu năm và đến phần sau của câu 14 thì nhấn mạnh đến các bạn trẻ là những người mạnh mẽ, đắc thắng ma quỷ vì lời của Chúa ở trong họ. Chúng ta sẽ học bao phần với nhau trong khúc kinh thánh này. Thứ nhất đó là một sự đảm bảo mà lời Chúa hứa cho những người đặt lòng tin nơi Chúa. Các con bé nhỏ ta viết cho các con vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ một sự đảm bảo chắc chắn của một người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu đấng đã chết vì tội của mình thì điều mà người đó nhận được đó là sự tha thứ tội lỗi. Sự tha thứ tội lỗi nó quan trọng mà lời Chúa nhắc ở đây để cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của nó trong đời sống của chúng ta. Tội lỗi khiến cho con người mù lòa, tội lỗi khiến cho con người đặt con người vào vị trí của một người chống nghịch Chúa và ở dưới sự thành nộ của Chúa như dân đoạn 3 câu 36 cho chúng ta biết. Và tội lỗi khiến cho chúng con người bị lừa dối về chính mình và về quần, về cuộc sống xung quanh mình. Cho nên khi một người nhận Chúa Giêsu là Chúa của mình thì người đó nhận được sự tha thứ và người đó có được cái đặc ân trở nên là con của Ngài hay là biết Đức Chúa Trời là cha của mình. Sự tha thứ tội đặt một một người vào một con đường hoàn toàn mới, một vị trí hoàn toàn mới. Lời Chúa ở trong Cô Tô Nhi đoạn 5 câu 17 nói rằng vậy nên ai ở trong Đấng Christ thì nấy là một tạo vật mới. Khi chúng ta được sự tha thứ của Chúa có nghĩa là tất cả những gì của quá khứ chấm dứt nơi chân thập tự giá. Nơi đó chúng ta nhận biết tội lỗi của mình. Xin Chúa tha thứ và chúng ta có một khởi đầu mới với Ngài sự tha thứ của Chúa làm cho chúng ta có một nhận dạng mới về chính mình là mình là một tạo vật mới của Chúa do chính Ngài dựng nên trong Chúa Giêsu để cho một giá trị đời đời một kế hoạch đời đời của Chúa. Cho nên để nhận biết việc mình là một người được Chúa tha thứ nó rất quan trọng trong đời sống. Nó giúp cho một người đoạn tuyệt với những lỗi lầm của quá khứ, giúp cho người đó không sống với những mặc cảm tội lỗi của những dấp pháp và đời sống của mình trước khi gặp Chúa hoặc là trên con đường theo Chúa của mình mình đã có những dấp pháp mình đến với Chúa ăn năn thì lời Chúa hứa rằng Ngài tha thứ chúng ta vì nhờ danh của Ngài danh của Ngài điều này hàm ý nói đến việc những gì Chúa Jesus đã hoàn tất cho chúng ta nơi thập tự giá những gì Chúa đã giáng sinh là người Ngài đã sống giữa trần gian này là một người đi giữa cuộc đời này sống giữa những thách thức của đời sống này và Ngài đã đắc thắng tất cả Ngài chịu chết Ngài sống lại để chúng ta được xưng công bình Ngài thăng thiên về trời để cầu thai chúng ta và Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta về với Ngài. Đó là vì trong danh Ngài chúng ta được sự tha thứ, một địa vị mới, một đời sống sung mãn mà Ngài muốn ban cho chúng ta khi chúng ta nhận biết địa vị này. Khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ không sống trong việc chúng ta mặc cảm, không sống trong việc bị những cái cảnh mặc cảm tội lỗi làm cho chúng ta bị trì quản trên đời sống theo Chúa. Những tuần trước ở trong Sách văn nói với chúng ta rằng Chúa Ngài là đấng biện hộ cho chúng ta. Ngài là đấng hướng dẫn để giúp chúng ta có thể trải nghiệm sự tha thứ và quyền năng của sự tha thứ đó trên con đường theo Chúa và sống trải nghiệm đời sống phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Thì thiên đọc 32 câu 1 thì lời Chúa nói đến phước hạnh của một người được tha thứ. Phước cho người nào được tha thứ sự vi phạm mình được khỏa lấp tội lỗi của mình sự tha thứ đó đem chúng ta thoát ra khỏi cái áp lực của tội lỗi đem chúng ta ra khỏi đời sống bị những cái điều của quá khứ trì kéo chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới mỗi ngày với chúa sự tha thứ đó đảm bảo cho chúng ta rằng chúng ta đang ở trong tiến trình của chúa để được biến đổi mỗi ngày trở nên giống như chúa hơn chúng ta trở nên có giá trị trong chúa giá trị cho cuộc sống hiện tại và cho cuộc sống đời đời theo cái nhìn của ngài cho nên cái đặc quyền hay là sự đảm bảo của một người tin nhận Chúa đó là sự tha thứ. Và điều thứ hai mà một người được tin nhận Chúa có được đó là được biết Đức Chúa Trời là cha trong câu số 14. Biết ở đây không phải là một cái sự mô tả về mặt lý thuyết mà là một sự trải nghiệm của việc Chúa là cha của mình. Tôi muốn hỏi hội thánh ngay trong giờ phút này của đời sống của chúng ta. Chúng ta còn hai tháng nữa chúng ta sẽ hết năm này. Chúng ta có đang nhận biết Chúa là cha của mình hay không? Cha của mình trong hoàn cảnh mà mình đang đối diện, cha của mình trong những thách thức mình đã đang và sẽ đối diện. Và mình có nhận biết rằng người cha đó đận đang chăm dắt cuộc đời của mình hay không? Chúng ta sẽ nói đến phần sau về việc chúng ta thắng ma quỷ bằng việc chúng ta nhận biết cái mưu kế của nó một trong những mưu kế của ma quỷ trên đời sống của một người đó là làm chúng ta nghi ngờ tình yêu của chúa và rất dễ để chúng ta nghi ngờ khi chúng ta nhìn cuộc sống nhìn thách thức nhìn những gì đang xảy ra trong đời sống mình và nhất là năm nó sắp sửa hết rồi chúng ta nhìn khi chúng ta thấy những cái kế hoạch những mong ước mình không thành và cái những tư tưởng nghi ngờ nó sẽ nảy lên cho chúng ta rằng chúa có thật yêu mình hay không nhưng mà lời Chúa ở đây nói chúng ta rằng một người được Chúa tha thứ là một người có Chúa là Cha biết Chúa là Đức Chúa Cha là Chúa của mình Cha của mình đấng chăn dắt đời sống đấng yêu thương mình đấng phán với chúng ta rằng Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì hết thảy chúng ta mà phó con ấy cho thì Ngài há cũng sẽ chẳng mang mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở về việc Chúa là Cha của chúng ta ngay trong những gì mà chúng ta đang đối diện vấn đề là chúng ta đang theo chúa theo như lời mời của ngài đó là hãy theo ta hay là chúng ta đang muốn chúa theo mình hay là chúng ta đang muốn chúa làm điều mình muốn cho cuộc đời của mình theo kế hoạch của mình theo dự định của mình và nếu chúng ta đang sống với một sự hiểu sai về sự cứu rỗi hay là tinh lành của chúa thì sự chúa giúp chúng ta trở lại với tinh lành đó tinh lần đó gọi chúng ta ba từ là hãy theo ta theo ta đến con đường mà ta dẫn dắt con theo ta trong cái chỗ mà ta tìm đến với con chúa đến và ngài tha thứ và ngài là biết chúng ta biết ngài là đức chúa cha của mình trong cái hoàn cảnh của mình chứ không phải trong hoàn cảnh của người kia là một con người chúng ta rất dễ chúng ta sẽ so sánh là một con người rất dễ chúng ta sẽ nhìn quanh chúng ta nghĩ rằng Sao hết phải là con chúa mà người kia dễ hơn tôi Sao hết phải là con chúa mà hoàn cảnh người kia thuận tiện hơn tôi Và Führer là một trong những con người đó khi Chúa nói với Phêrô về tương lai của những thách thức mà ông đối diện, thì ông hỏi Chúa rằng Chúa ơi, còn dân người này thì sau này sẽ ra thế nào? thì Chúa nói rằng điều đó không căn hệ gì với con cả. Con hãy theo ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng Ngài là Cha của chúng ta trong hoàn cảnh của chúng ta để bày tỏ quyền năng của thập tự giá của chúa trong chính chỗ mà ngài đến tìm và cứu chúng ta để bày tỏ quyền năng đó cho người khác nhìn thấy chứ không phải là để biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên giống như một ai đó mà là trở nên giống như ngài và hình ảnh của ngài cái dấu vân tay của chúng ta nhắc chúng ta rằng chúa dừng nên chúng ta không giống một người nào khác chúng ta đi làm cái căn cước đó Chúng ta không cho mượn dấu vân tay được đúng không? Ai chúng ta cũng biết điều đó Nhưng chúng ta lại muốn cuộc đời mình giống như cuộc đời người khác Chúng ta lại muốn rằng Chúa muốn Chúa làm cho cuộc đời con giống như ai đó Khi nhất là khi năm gần hết Chúng ta sẽ có rất nhiều điều Chúng ta nhìn thấy rằng nó chưa hoàn tất như mình dự định Những kế hoạch mình mong đợi Chúa đóng dấu mà Chúa không đóng dấu Đó là lúc mà chúng ta có còn sống với sự nhận biết rằng Ngài là cha của chúng ta hay không? Hay là Chúng ta đang muốn Ngài làm một điều gì đó Chứ không phải là chúng ta đang theo Ngài Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây Đó là chương sự hiểu biết Chúa Điều thứ hai mà Sứ Đồ Giang nói ở đây đó là Thưa các phụ lão tôi viết cho các ông Các ông biết đấng hiện hữu từ ban đầu Câu 14 ông nhắc lại một lần nữa Thưa các phụ lão tôi viết cho các ông Vì các ông biết đấng hiện hữu từ ban đầu Một người theo Chúa đã tin Chúa được tha, tha tội biết Chúa là cha của mình thì người đó không dừng lại ở đó gì đó sẽ tiến xa hơn trên con đường nhận biết Chúa về bản chất đời đời của Ngài ở đây nói rằng Ngài hiện hữu từ ban đầu và tôi muốn chúng ta trở lại với văn nhất độ một câu một câu hai tôi xin đọc qua đây để chúng ta hiểu về cái sự liên hệ này với nhau về nói về lời sự sống là điều có từ ban đầu sự sống này đã được bày tỏ Chúng tôi đã thấy và làm chứng Nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời Vốn ở với Đức Chúa Cha Và đã được bày tỏ cho chúng tôi Ở đây Phật nói đến một cái nhóm người thứ hai Trên hành trình thuộc linh Đó là những phụ lão Hay là những người đã trưởng thành trong Chúa Nhận biết Chúa Thì người đó sẽ không dừng lại Ở việc biết mình được tha thứ Biết Chúa là cha của mình Nhưng người đó biết Ngài là đấng hiện hữu từ ban đầu hay là Ngài có từ trước vô cùng khi người đó sống giữa một thế giới đang thay đổi mỗi ngày. Đây, ở đây Kinh Thánh nói rằng đây là sự sống đời đời, sự sống sung mãn, sự sống mà chúng tôi đã chiêm nghiệm, mắt chúng ta đã thấy và chúng tôi đã chạm đến sự sống này vốn có ở với Đức Chúa Cha. Sự sống mà Sứ Đồ Giang nói ở đây một người theo Chúa, trải nghiệm Chúa, đó là nhận biết sự đời đời của Ngài trong đời sống của mình giữa những thay đổi của cuộc đời này. Chúng ta đang đối diện với một xã hội thay đổi liên tục và tất cả những thông tin chúng ta nhận được trên mạng xã hội là những thông tin rất là u ám, rất là bế tắc về bức tranh kinh tế của thế giới trong những ngày cuối năm. Nhưng mà giữa những cái thay đổi bế tắc không ổn định đó, lời Chúa kêu gọi chúng ta xây mắt chúng ta trở về một đấng đời đời đấng có từ trước vô cùng và đấng đó còn lại đời đời cho dù thế gian chúng ta đang thay đổi liên tục mỗi ngày cái thiên đồ 90 thì môi xe nói về việc chúa là đấng hiện hữu từ trước vô cùng và chúa là nơi ở của con người chúng ta môi xe là một quần tử của ai cập ông có tất cả những gì của một con người có thể mơ ước trên đời này nhưng mà ở cuối cuộc đời thì mỗi xe nói rằng là Chúa từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng con Con sẽ không nói rằng Chúa ơi từ đời này qua đời kia Ai Cập là nơi ở Vàng Bạc là nơi ở Hay là danh vọng là nơi ở Mà là Chúa là nơi ở Vì sao? Vì Ngài là đấng đời đời mọi sự đều qua đi tất cả Chúng ta đang đối diện với cuộc sống Nhiều thay đổi đó Xin Chúa cho chúng ta có thể được nâng đỡ Vì chúng ta đặt đức tin lên một đấng đời đời Đấng đó không bị ảnh hưởng bởi những gì thay đổi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 1 câu 2 nói với chúng ta rằng Ngài là đấng khởi đầu và thành toàn của đức tin chúng ta. Chúa cứu chúng ta và Ngài sẽ hoàn thành đức tin của chúng ta. Chứ không phải là hoàn cảnh xung quanh cũng không phải là cố gắng của chúng ta mà là chính Chúa sẽ hoàn tất đức tin của chúng ta. Philip đoạn 3 câu 7 câu 9 thì Phaolô nói đến tầm quan trọng của sự nhận biết Chúa là quan trọng hơn hết, là phước hạnh hơn hết của một người khi người đó nhận biết Ngài là ai. Ở đây, dân nói rằng Ngài là đấng hiện hữu từ ban đầu. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để giữa những thách thức mà chúng ta đối diện, giữa một tương lai mà chúng ta đang suy nghĩ đến nó không có gì ổn định cả, thì chúng ta có một đấng không đổi thay đang nắm giữ đời sống chúng ta. Philip đồng một câu 6 nói rằng tôi tin chắc Đấng đã bắt đầu việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Lời của Chúa như thách thức với những thay đổi của đời này. Kinh Thánh không nói với chúng ta rằng Chúa đã lẫn đã bắt đầu việc lành sẽ làm trọn hết nếu điều kiện thuận tiện, nếu không có khủng hoảng xảy ra, nếu tình hình kinh tế sáng sủa. Chúa nói rằng Ngài sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đấng Christ Jesus cho dù điều gì xảy ra đi nữa. Và Esai đồng 46 câu 10 nói rất rõ với chúng ta điều này. Chúa nói rằng kế hoạch của ta sẽ hoàn thành. Ta sẽ làm trọn điều ta muốn. Không có một cái điều gì trên trần gian này có thể thay đổi kế hoạch của Chúa vì Ngài là đấng đời đời. Và nếu chúng ta biết đấng đời đời đó mà sứ đồ dân nói ở đây, một đời sống trưởng thành theo Chúa, thì đó là phước hạnh của một cuộc đời nương nhớ náo mình nơi chính những nơi một đấng không thay đổi giữa một cuộc sống rất nhiều đổi thay này. Xin Chúa ban ơn chúng ta để chúng ta có thể nhận biết Chúa như điều mà Ngài muốn trình bày chúng ta đây. Phước hạnh của một đời sống biết Chúa không phải chỉ với những gì rất tạm bỡ mà chúng ta đang cần trên cuộc đời này Ngài giúp chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết Chúa trong sự đời đời của Ngài vượt lên trên tất cả những tạm bợ của đời sống này. Điều thứ ba chúng ta học ở đây đó là hành trình của một đời sống những người trẻ tuổi. Hỡi các bạn trẻ, tôi biết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, các bạn đã chiến thắng ma quỷ. Khi chúng ta thấy nói đến đây, kinh thánh đề cập đến một nhóm người đặc biệt đó là những người trẻ tuổi, những người đầy sức sống, những người muốn làm việc này việc kia cho Chúa, muốn hoàn tất được chương trình của Chúa trên đời sống mình thì điều mà lời Chúa nhắc chúng ta ở đây đó là chúng ta phải chiến thắng ma quỷ. Hay nói một cách khác đó là để là một người làm được việc cho Chúa thì người đó phải đối diện với cuộc chiến mỗi ngày. Để sống theo Chúa chúng ta đó là một cái cuộc chiến giữa việc sống theo lời của Chúa và sống theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta đọc đến đây chúng ta thấy việc chiến thắng ma quỷ chúng ta nghĩ đến một cái gì đó nó rất là ghê gớm ma quỷ nó hiện ra nó cám dỗ mình làm cái gì đó phạm tội rất lớn chuyện đó nó chưa đâu Đối với chúng ta nó chỉ cần làm một việc nếu nó thành công được Thì nó đã quỷ phá được đời sống chúng ta Đó là nó làm chúng ta thay đổi cái thứ tự ưu tiên mà Chúa dạy trong đời sống của chúng ta Mà theo đoạn 6 câu 33 Chúa nói với chúng ta rằng Trước hết hãy tìm kiếm trước nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài Nếu như mà quỷ nó làm cho chúng ta thay đổi được cái thứ tự ưu tiên đó mỗi ngày Thì nó đã thành công trên con đường phá quỷ đời sống chúng ta nếu chúng ta không có thứ tự ưu tiên mà lời Chúa dạy, nếu chúng ta không sống theo lời của Chúa, thì cuộc đời chúng ta sẽ dần dần trôi dạt ra khỏi chương trình của Chúa một cách dễ dàng. Chúng ta nhớ chúng ta đang đã học ở uh, trong sách Timothée, nói đến một đời sống chìm tàu thuộc linh khi người đó bị chệt hương. Một chiếc tàu giữa biển khơi nếu nó chệt một chút xíu thì nó chưa có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu nó chệt càng ngày càng kéo dài từ ngày này qua ngày kia thì nó sẽ một lúc nào đó nó sẽ đụng vào đá ngầm và nó sẽ chìm tàu. Đời sống thuộc đến chúng ta ma quỷ nó dùng cùng một chiến thuật như vậy. Nó chỉ cần làm cho chúng ta không sống theo cái thứ tự ưu tiên mà Chúa dạy chúng ta mỗi ngày dành thứ tự ưu tiên cho lời của Chúa, cho sự cầu nguyện, cho sự vâng phục Chúa và chúng ta sẽ dễ dàng sống và đánh mất niềm vui, đánh mất cái ý nghĩa của đời sống từng ngày từng ngày và chúng ta nhìn cuộc đời này trong cái nhìn rất là bi quan. Nếu chúng ta đến với lời Chúa một ngày mới Xin Chúa hướng dẫn chúng ta Chúng ta sẽ nhìn cùng một hoàn cảnh đó Cùng một thách thức đó Với cái nhìn của Chúa Với năng quyền của lời Chúa Còn nếu chúng ta bắt đầu một ngày mới Với cái mạng xã hội này Nó trao cho chúng ta cái nhìn rất bi quan của cuộc đời này Thì chúng ta sẽ sống cuộc đời rất là mệt mỏi Và ở đây Kinh Thánh nói rằng Các bạn trẻ tôi giết cho các bạn Các bạn mạnh mẽ vì lời Đức Chúa Trời Ở trong các bạn để sống cho Chúa để làm được việc cho Chúa thì bí quyết đó là lời Chúa phải ở trong chúng ta. Chúng ta phải học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, chúng ta sống với lời Chúa, kích hoạt lời Chúa ngay trong hoàn cảnh của mình chứ không phải hoàn cảnh của ai đó. Chúa ơi lời của ngài phán như vậy có ý nghĩa gì với hoàn cảnh mà con đã đang và sẽ trải qua? Lời Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng ở đây nói là lời Chúa vì lời Ngài ở trong các bạn và các bạn mạnh mẽ như vậy lời đó ban chúng ta một năng quyền siêu nhiên chứ không phải là sức của chúng ta các, các bạn thắng được là vì lời của Đức Chúa Trời ở trong các bạn lời của Chúa là lời siêu nhiên lời Chúa có năng quyền lời Chúa có thể thay đổi mọi việc và nếu chúng ta để lời đó trong đời sống chúng ta thì lời đó ban chúng ta năng quyền để sống mỗi ngày và nếu chúng ta trở lại với dân đồng một nói về lời sự sống đều có từ ban đầu là chính Chúa Giêsu thì lời đó không chỉ là lời chúng ta học mà lời đó đã từng bước đi trên trần gian này, đã đắc thắng cuộc đời này, đã sống giữa tất cả những thách thức và lời đó chưa bao giờ bỏ cuộc hoàn tất được việc cha giao cho làm. Thì nếu chúng ta để lời đó sống trong chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ. Vì sao? Vì Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng Cuộc đời của Chúa trên đất này không có một ngày nào dễ dàng. Đôi khi chúng ta trải qua những cuộc đời, những chuỗi ngày khó khăn, thì chúng ta cảm thấy chúng ta mất đi cái nghị lực để vươn lên, đúng không? Là một con người. Thất bại, từ thất bại, khó khăn, thất bại, khó khăn nó cứ quay phủ chúng ta, rồi đến lúc chúng ta sẽ cảm thấy mình sẽ muốn bỏ cuộc, vì là một con người. Nhưng ta nên nhớ rằng Chúa sống trên trần gian này chưa có một ngày nào dễ dàng. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ cuộc Ngài đã sống từ khi Ngài sanh ra Người ta tìm giết Ngài Cho đến khi Ngài thi hành chức vụ Luôn luôn có những người gây rối Và Chúa luôn luôn sống trong những cái áp lực Của hoàn cảnh xung quanh Cho đến giờ phút Ngài trút hơi trên thập tự giá Nhưng mà chưa bao giờ Ngài bỏ cuộc Và đấng đó muốn ở trong chúng ta Để ban chúng ta sự chiến thắng Sự sống siêu nhiên của Ngài Nếu chúng ta sống với chúa mỗi ngày trong sự tương giao với chúa trong sự học lời chúa trong sự lắng nghe tiếng của ngài chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà ma quỷ đang dùng cái mạng xã hội để cướp đi rất nhiều thời gian của chúng ta cướp đi rất nhiều cái năng lực thuộc linh của chúng ta nếu chúng ta không nhận ra cái cách mà nó đang tiếp cận chúng ta chúng ta đến với lời Chúa ngài sẽ ban chúng ta hy vọng chúng ta đến với lời Chúa ngài sẽ ban chúng ta năng quyền siêu nhiên chứ không phải là sức mạnh của lý trí chúng ta đang nói ở đây không phải là một cái bài về tâm lý sống tích cực không chúng ta không nói về điều đó điều đó nó không ít lợi gì cả chúng ta đang nói về quyền năng của lời Đức Chúa trời quyền năng của lời vượt lên trên tất cả mọi sự và lời đó từng sống giữa chúng ta đầy chân lý và sự sống cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc chúng ta để ra lời Ngài ở trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta, chỉ dạy chúng ta, hướng để thay đổi cái suy nghĩ chúng ta, biến đổi chúng ta mỗi ngày trở nên giống như Chúa hơn mỗi ngày. Kinh Thánh lời của Chúa nói đến việc ma quỷ đi rình xung quanh chúng ta trong phía đơn nhất đoạn 5 câu 8 như để tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt. Và để đắc thắng điều đó thì lời Chúa nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Chúng ta có lời của Chúa, lời Chúa sẽ giúp chúng ta tỉnh thức trước cái sự tiếp cận của ma quỷ. Chúng ta có lời của Chúa, Ngài sẽ dùng lời đó để bảo vệ chúng ta trước những cái suy nghĩ làm cho chúng ta mệt mỏi, ngã lòng. Chúng ta có tiết độ, chúng ta có nhờ ơn Chúa để kiểm soát những cái cảm xúc của mình, những cái ước muốn của mình hay không? Nếu chúng ta chiều theo xác thịt thì chúng ta trở nên cái mối mồi ngon của ma quỷ. Kinh Thánh nói ở đây rất rõ ràng là hãy tiết độ và tỉnh thức. Khi chúng ta mất tỉnh, mất tỉnh thức hay là chúng ta không có nhận biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì rất dễ chúng ta bị kéo dần ra khỏi con đường của Chúa. Có lẽ chúng ta trở lại với nhân vật chúng ta rất quen thuộc và chúng ta đã học trong quyển một trong nhân vật của chúng ta đó là Samsung một con người không tiết độ và tỉnh thức. Con người sống theo xác thịt và con người đó đã gục ngã. Xin Chúa cho chúng ta là những người tiết độ và tỉnh thức. Để cho lời Chúa thay đổi, nếu sống thay đổi, suy nghĩ và lời Chúa bán cho năng quyền để đắc thắng. Hầu chúng ta có thể sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Sống một cuộc đời vui mừng chứ không phải là một cuộc đời bị cuốn vào cái dòng cuốn của trần gian này. Ở đây lời Chúa nói rằng Chúa Ngài là sự sống và sự sống này đã được bày rõ ra cho chúng ta và nếu chúng ta biết Ngài thì đó là sự sống sung mãn hay là sự sống đỉnh cao của tất cả những sự sống của cuộc đời này. Chúng ta không phải là những người để cho cái dòng cuốn của cuộc sống này nó làm cho chúng ta lê gót mỗi ngày mệt mỏi hết ngày này qua ngày kia hết thăm này qua năm nọ mong rằng một ngày mai sẽ tươi sáng hơn đó không phải là sự sống mà Chúa muốn đem đến cho chúng ta sự sống Chúa muốn đem đến chúng ta đó là sự sống ngay trong chỗ chúng ta hiện tại với năng quyền của lời sự sống với năng quyền của đấng phục sinh đem đến cho chúng ta sự sống đắc thắng đó chứ không phải đợi đến một ngày mai mình có một gì đó mình có một ai đó hay là mình có một cái điều gì đó mình sẽ vui hơn không phải như vậy xin Chúa ban ơn chúng ta để hành trình theo Chúa chúng ta là một hành trình thật sự phước hạnh để qua đời sống chúng ta ngay trong chỗ chúng ta người khác nhìn thấy được Chúa và làm bình hiển danh